Hello, xin chào các bạn nha. Wow, rất là nhiều đồ chơi luôn các bạn ơi. Wow, đầu tiên là đó là một con hạc. Wow, hai cánh màu xanh này các bạn này. Đây cái tay cầm này quay này. Con hạc này đậu trên cái ngôi nhà, mái ngôi nhà các bạn ơi. Wow. Trong đây là có một chú gấu các bạn nhá. Wow, chú gấu màu xanh này. Nhìn rất đẹp xịn sò nha các bạn nhá. Ok. Tiếp đến là một con rồng các bạn ơi. Wow, một con rồng phun lửa này các bạn này. Lưỡi màu đỏ này, răng trắng buốt này. Oho. Wow, vảy rồng này các bạn ơi. Ok. Tiếp theo đó là một khẩu súng nước màu xanh lá cây kết hợp với bình chứa nước màu cam các bạn ơi. Wow. Vòi phun của đầu súng nước đây các bạn ơi. Yeah. Bóp rất là nhẹ nhàng các bạn nhá. Ok. Tiếp đến là một khẩu súng nước màu xanh lá cây bình chứa nước màu vàng các bạn này. Yeah, vòi phun đây. Wow, hai vòi phun luôn các bạn ơi. Ok. Tiếp đến đó là một khẩu súng máy Spider-Man Superhero các bạn ơi. Anh đang nằm trên cái khẩu súng này các bạn này. Wow, các bạn nhẹ này. Rất đẹp và xịn sò nhé các bạn nhé. Ok. Wow, tiếp theo đó là một chiếc mặt nạ của Iron Man các bạn ơi. Wow, Iron Man này. Mặt nạ màu đỏ cái là màu vàng. Yeah. Wow, một chiếc mặt nạ của Hacker. Hacker màu đỏ các bạn ơi. Dâu đen luôn. Lại còn má hồng nữa các bạn ạ. Ok. Tiếp đến là một quả bí ngô. Mặt nạ bí ngô các bạn ơi, có 3 chiếc răng thôi. Wow, quả bí ngô này là màu cam các bạn nhá. Wow, ở trên đỉnh đầu là cái mái tóc màu xanh. Ok. Wow, tiếp đến là một khẩu súng lục trong suốt màu xanh dương kết hợp với màu xanh lá cây các bạn nhá. Yeah. Wow, bên trong này có các vòng tròn bánh răng là màu xanh đỏ này, hồng này, cái vàng này các bạn này. Ok. Wow, một khẩu súng máy rồng các bạn ơi. Yeah, có 2 nòng ở trên này, nhưng 1 nòng ở dưới là 3 nòng luôn. Wow, con rồng chạm khắc rất là tinh xảo các bạn ạ, hai bên luôn. Ok. Tiếp đến là một chú thần lằn 7 sắc cầu vồng luôn các bạn này, có xanh đỏ tím vàng luôn. Yeah. Đầu màu đỏ này, ánh mắt rất là sợ luôn. Ok. Wow, một chiếc mặt nạ đầu lâu. Đầu lâu này này. Wow, cái mặt nạ này nhá, buổi tối phát sáng luôn các bạn ạ. Đó, có đeo băng rôn có 2 cái thanh kiếm này. Oho, ok. Tiếp đến là Húc, người khổng lồ xanh. Có thể kéo tay dài ra được các bạn nhé, chân dài luôn. Wow, vẻ mặt rất bặm trợn này. Ok. Cuối cùng là một khẩu súng máy của người nhện Spider-Man các bạn ơi. Wow, khẩu súng máy này có băng lạ màu vàng này. Đấy, anh với ngồi tư thế là đang ngắm bắn hết các bạn ạ. Ok. Video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào các bạn.